phố sương mù, phố chưa lên đèn, núi quanh đồi như mùa trăng cũ. Có thể nói, thiên nhiên và con người Đà Lạt đã đi vào những án văn thơ, những bức tranh ảnh vào nghệ thuật và trong tim mỗi người. Song dù có cố gắng miêu tả thế nào, chỉ khi tự mình đặt chân đến, bạn mới có những cảm nhận thật nhất của riêng mình. Với độ cao 1.500m so với mực nước biển và được các dãy núi bao quanh, Đà Lạt nằm trọn vẹn trong một miền khí hậu ôn hòa và mát mẻ quanh năm. Ngoài yếu tố môi trường, những tài nguyên thiên nhiên và nhân văn phong phú đã biến Đà Lạt trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Việt Nam, mỗi năm thu hút hàng triệu du khách tới thăm viếng và nghỉ dưỡng. Đà Lạt được du khách khắp nơi âu yếm đặt cho rất nhiều cái tên mỹ miều như thành phố thông reo, thành phố ngàn hoa, tiểu Paris, thành phố sương mù. Những khí hậu ôn đới mát mẻ quanh năm là điều kiện thích hợp nhất để các loại hoa đua nhau khoe sắc. Đến với Đà Lạt, du khách tìm được vẻ tĩnh lặng để nghỉ dưỡng, mà cũng có thể tìm được sự nhộn nhịp để vui chơi và tham gia vào các hoạt động dã ngoại thích hợp. Là một trong những khu du lịch nổi tiếng, nhưng gần đây, Datala đã du nhập về nhiều loại hình trò chơi mạo hiểm đầy tính thách thức cho giới trẻ. Và trò chơi đầu tiên mà tôi chọn trải nghiệm khi đến nơi này, đó chính là máng trượt. Leo dây mạo hiểm là môn thể thao khá ấn tượng tại thác Datala, nhằm khám phá và thử sức can đảm của bản thân người chơi. Trong suốt quá trình, người chơi sẽ tự mình trải nghiệm và cảm nhận cảm giác mạnh khi tay nắm chặt dây leo, chân đạp vào vách, ngã người ra vuông góc với vách núi. Sau giây phút chơi với bởi những bước dò dẫm ban đầu, cảm giác thú vị tuyệt vời xâm chiếm khi người chơi bắt đầu điều khiển được tốc độ đi dây của mình. Thích nhất là có thể dừng lại ở lưng chừng vách núi để chiêm ngưỡng những phiến đá hình thù lạ mắt, những đóa hoa rực rỡ trong khe đá. Đến thác Datala, ngoài chinh phục và cảm nhận sự huyền diệu của thiên nhiên đã ban tặng cho con người, những du khách yêu thích loại hình du lịch mạo hiểm còn có dịp trải nghiệm và khám phá nhiều điều thú vị ở năng lực của chính bản thân mà từ trước giờ bạn không hề biết. Nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt chưa đầy 15 cây số, tọa lạc tại xã Xuân Thọ, một xã nằm ở phía đông của thành phố Đà Lạt. Vườn hoa Cẩm Tú Cầu đang trở thành địa điểm lý tưởng thu hút lượng lớn khách du lịch ghé thăm khi đến với thành phố cao nguyên này. Với diện tích rộng hơn 2 hecta, vườn hoa Cẩm Tú Cầu là một địa điểm tham quan còn khá mới ở thành phố ngàn hoa. Đến đây vào bất cứ mùa nào trong năm, du khách cũng được ngắm nhìn và trải nghiệm cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu. Hoa Cẩm Tú Cầu còn có một tên gọi khác là Dương Tú Cầu hay Dương Tử, là cây hoa thân mộc, hoa vô tính. Lúc đầu hoa màu trắng, sau biến dần thành màu lam hay màu hồng. Phần hoa phụ thuộc vào độ pH của đất, nguồn gốc từ các quốc gia Đông Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Hiện nay, hoa được trồng ở nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó được trồng nhiều ở Đà Lạt. Rất nhiều bạn trẻ đã lựa chọn khám phá cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ khi đến với thành phố ngàn hoa. Nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 8 cây số theo quốc lộ 20, chùa Linh Phước hay còn có tên gọi khác là chùa Ve Chai. Đây là công trình kiến trúc khá đặc sắc ở thành phố Đà Lạt. Mỗi năm, điểm đến này thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan. Từ cổng đi vào, du khách sẽ bắt gặp tòa chánh điện nằm bên trái. Chánh điện dài 33m, rộng 12m, có hai hàng cột rồng khảm sành. Bên trên là nhiều bức phù điêu khảm sành. Phía trên là tiền đàn bảo tháp cao 27m. Tôi biết vì sao lại gọi nơi đây là chùa Ve Chai rồi, bởi vì được xây dựng thiết kế bởi những mảnh ve chai. Quả thực đây là một kiến trúc rất là độc đáo. Sở hữu kiến trúc độc đáo nhất Đà Lạt nên chùa Linh Phước là một điểm đến đáng chú ý đối với du khách. Đến đây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy từ những mảnh sứ sắc màu của ngôi chùa, mà bên cạnh đó còn cảm nhận được tâm hồn mình như thư giãn trong chốn thiền cổ kính. Và một điểm đặc biệt ở ngôi chùa Ve Chai này đó là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát được ghép bởi 700.000 bông hoa bất tử với chiều cao là 17m.
Ngày nay, chùa Linh Phước là một trong những danh thắng nổi tiếng của Đà Lạt, là công trình kiến trúc đậm đà bản sắc Á Đông. Với sự kết hợp hài hòa giữa chùa và tháp của lối kiến trúc phương Đông, từ nhiều năm qua, nơi đây luôn là điểm du lịch tâm linh hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Cùng với phát triển du lịch cho những người yêu thích sự lãng mạn bình yên, giờ đây Đà Lạt còn khoác cho mình một diện mạo mới với những trang trại rau, hoa công nghệ cao phủ khắp các sườn đồi, thung lũng. Nhắc đến Đà Lạt, không thể không nhắc đến Artiso mà hầu hết tất cả khách du lịch khi rời khỏi Đà Lạt cũng phải mang theo ít nhất một sản phẩm từ cây Artiso. Artiso là loại cây dược liệu thu nhập vào Đà Lạt từ đầu thế kỷ 20 với những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe như hạ cholesterol, những chứng bệnh khác về gan, thận, hạn chế các điều kiện bệnh lý liên quan đến stress và đặc biệt còn có khả năng phòng tránh các bệnh ung thư. Thực tế, không có nhiều loại cây nào mà toàn bộ từ cây, rễ, gốc, thân cho đến lá hay hoa đều sử dụng như cây Artiso. Chắc là quý vị và các bạn cũng đang thắc mắc vì sao mà Dĩ Thuận lại ăn mặc như thế này rồi còn đeo khẩu trang nữa. Đó là vì Dĩ Thuận đang cùng với các anh em trong đoàn để theo dõi về quy trình sản xuất Artiso. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem Artiso chế biến như thế nào các bạn nhé. Đi thôi. Artiso ngày nay không chỉ là thương hiệu đặc sản của Đà Lạt mà còn là sản phẩm thế mạnh của ngành trà Lâm Đồng, địa phương duy nhất trên cả nước phát triển trà Artiso. Qua tìm hiểu, tôi được biết Artiso Đà Lạt trở thành một trong 3 sản phẩm của Lâm Đồng được bình chọn trong top 50 đặc sản quà tặng nổi tiếng châu Á và lọt vào top 50 các món ăn trái cây đặc sản Việt Nam sách kỷ lục Guinness Việt Nam ghi nhận.